Cách để nhận biết liệu cơn đau, đau cánh tay trái có liên quan đến cơn đau tim. Đau cánh tay trái có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ việc đau cơ do luyện tập khắc nghiệt cho đến đau tim cấp tính, tình trạng da, mô mềm, thần kinh, xương, khớp và cách mạch máu thay đổi bất thường của cánh tay đều là do các nguyên nhân gây ra triệu chứng đau. Rất có nhiều yếu tố để xác định rằng cánh tay trái bị đau liệu có xuất phát từ đau tim mạch hay là không. Phần 1. Nhận biết cơn đau tim 1. Ước lượng cấp độ cơn đau Cơn đau liên quan đến tim hầu hết thường giống như Các cảm giác tim bị nén lại, đột ngột và bị co thắt Bạn có thể có được cảm giác đau nhẹ hoặc là tức Như là không đau, không đau lắm Hay là cơn đau tim im lặng, yên lặng cho đến khi có cơn đau dữ dội Tức là cấp độ đau ở cường độ mạnh lên tới 10 trên 10 Thông thường cơn đau sẽ xuất hiện ở quanh vùng ngực Và lan tỏa xuống tới cánh tay trái, quay hàm và lưng 2 xem xét các triệu chứng khác liên quan không liên quan đến cơn đau bên cạnh những cái việc mà đau cánh tay quay hàm cổ hoặc lưng bạn cũng có thể trải qua các triệu chứng khác trong quá trình đau tim ví dụ như là buồn nôn hoa mắt chóng mặt đổ mồ hôi lạnh thở ngắn hoặc là khó thở do tức ngực nếu như bạn đã trải qua bất kỳ triệu chứng nào cộng với cả đau thêm một số nơi ở trên cơ thể cách tốt nhất là lên tìm gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để loại trừ khả năng cơn đau tim hoành hành 3. Gọi ngay cho dịch vụ cấp cứu y tế nếu như bạn rơi vào các triệu chứng được đề cập bên trên. Nếu như bạn nghi ngờ tình trạng sức khỏe hiện tại, cách an toàn nhất ở đây là gọi cho 115, một một thậm chí là gọi điện cho dịch vụ cung cấp y tế và cấp cứu tại khu vực để làm sao bạn có thể nhanh chóng đến bệnh viện và kiểm soát được tình hình bệnh tốt hơn. Luôn nhớ kỹ rằng nếu như bạn bị đau tim thì thời gian là quan trọng nhất và bạn không nên lãng phí từng dậy một giây một phút nào bởi vì sự sống của bạn đang bị đe dọa. Trong khi là chờ nhân viên cấp cứu y tế đến thì bạn nên uống hai viên thuốc Aspirin nhỏ khoảng 180 mg. Chúng có thể lúc giúp cho bạn giảm được cơn đau tim. Aspirin đóng vai trò là việc ngăn ngừa các tình trạng máu đông. Nguyên nhân đau tim thường là do những cục máu đông làm tắc nghẽn một trong những là động mạch vành, động mạch xung qua tim. Do đó thì uống thuốc Aspirin có thể giúp cho bạn phòng tránh được tình trạng máu đông trở nên tắc nghẽn và nghiêm trọng hơn. Nếu như bạn có thể uống được Nitroglycerin thì nếu như đang trong quá trình đau tình trạng đau tim và chờ xe cứu thương đến, thuốc này làm giảm đau, thắt ngực, giúp cho bạn có thể chống chọi được với triệu chứng khắc nghiệt cho đến khi bạn được đưa tới bệnh viện. Thời điểm này bác sĩ có thể cho bạn thêm liều giảm đau như là morphine. Không dùng nitroglycerin nếu như bạn đang dùng là Viagra hoặc là Livitra trong vòng 24 giờ trước hoặc là Cialis trong vòng 48 giờ trước nếu như có thể gây nó có thể gây ra được tụt huyết áp trầm trọng hoặc là các biến chứng khác. Thông báo với nhân viên cấp cứu và bác sĩ nếu như bạn có dùng những loại thuốc này trong khoảng thời gian nêu trên. 4. Trải qua một chuỗi kiểm tra và chẩn đoán bệnh. Nếu như bạn nghi ngờ rằng bạn có thể bị bệnh liên quan đến tim mạch, bác sĩ sẽ tiến hành một vài xét nghiệm để có thể xác nhận xem sự phán đoán của bạn có đang sở có sở hay không hầu hết là bạn bị đo bạn sẽ được đo điện tâm điện tâm đồ ecg e để được ước lượng về nhiệt tim và sự thất thường của nhịp tim sẽ hiện lên nếu như bạn là lên một cơn đau tim hơn nữa rằng bạn cũng có thể là yêu cầu xét nghiệm máu chủ yếu là để điều tra về lồng độ men tim Enzyme tim trong máu và biết được mức độ co thắt tim tùy thuộc vào triệu chứng ban đầu của bạn để chẩn đoán chính xác của bác sĩ bạn có thể là không cần phải làm gì thêm một số vài tiến trình khác như là siêu âm tim hoặc là chụp x-quang. Bạn chụp động mạch vành và kiểm tra các vận động cố gắng sức. Phần 2. Định ước cấp độ của cơn đau. 1. Chú ý về khoảng thời gian cơn đau kéo dài. Nếu như bạn cảm thấy cơn đau ở cánh tay trái kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn chỉ có vài giây thì nó có vẻ như là không liên quan đến cơn đau tim. Tương tự như vậy, nếu như sự đau đớn kéo dài dai dẳng trong khoảng thời gian dài, khoảng vài ngày thậm chí là vài tuần thì triệu chứng này cũng không liên quan đến tim mạch tuy nhiên trong một trường hợp bạn bị đau cánh tay trái trong khoảng vài phút hoặc vài giờ thì đó có thể là liên quan đến cơn đau tim nếu cơn đau này thường tái diễn trong khoảng thời gian ngắn và đừng quên ghi lại tất cả các khoảng thời gian đó và cường độ đau lên giấy và mang nó đến với bác sĩ đây cũng là cách để phát hiện bệnh liên quan đến tim mạch và bảo đảm được chăm sóc y tế kịp thời nếu như bạn cảm thấy đau nhức và khó chịu ở vùng ngực chuyển động ở vùng giữa của xương sống thì nguyên nhân có thể bắt đầu từ là bệnh thoái hóa đĩa đệm cột sống, đặc biệt là thường gây ra ở bệnh nhân lớn tuổi. Cơn đau này thường là không phải do tim gây ra. Cũng như vậy, nếu như cơn đau xuất hiện sau khi bạn tập thể dục với cường độ mạnh thì tất nhiên đây là một tình trạng đau cơ, xem xét về thói quen hàng ngày của bạn và xem hành động nào có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn. 2. cân nhắc về xem liệu trình về tình trạng đau tay trái của bạn có liên quan đến đau thắt ngực hay là không đau thắt ngực thường xảy ra khi thiếu máu chảy vào tim chứng đau này thường là bạn cảm thấy bị co thắt hoặc đè nén và bạn cũng sẽ là cảm thấy đau nhói ở vai ngực cánh tay lưng thậm chí là còn ở cổ bạn cũng có thể cảm giác tương tự như là tình trạng khó tiêu mặc dù là chứng đau thắt ngực làm cho bạn đau duy nhất ở bên vùng khu vực cánh tay trái không phải là tình trạng điển hình, nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Chứng đau thắt ngực thường trở nên nghiêm trọng hoặc là có thể bùng phát do stress. Cho dù là căng thẳng về thể chất, ví dụ như là cố gắng hết sức để làm gì như là leo cầu thang nên leo cầu thang máy bay hay là áp lực tinh thần như là một cuộc thảo luận căng thẳng hay là bất đồng quan điểm trong công việc. Nếu như bạn nghi ngờ bạn có thể đang bị đau thắt ngực, Việc quan trọng nhất ở đây là đến gặp ngay nhân viên chăm sóc sức khỏe càng sớm càng tốt. Tuy tình trạng này không đến nỗi là đe dọa đến tính mạng của bạn như đau tim, nhưng vẫn cần phải chẩn đoán và điều trị cho bệnh thích hợp. 3. Theo dõi triệu chứng khác liên quan đến cơn đau ở tay trái, bạn nên ghi chép ở các bất kỳ khu vực nào ở trên cơ thể mà bạn cảm thấy đau nhất. Đây được xem là một trong những cách chính xác để có thể nhận biết rằng tay trái của bạn bị đau có liên quan đến tình trạng tim mạch hay là không và liệu nó có nghiêm trọng hay là không. Cơn đau tim thường đi kèm với đau thắt ngực đột ngột và buốt, thậm chí rằng lan tỏa xuống dưới cánh tay. Bạn có thể bị đau cả hai cánh tay, tuy nhiên cánh tay trái thường là sẽ có triệu chứng đau rõ rệt hơn vì là nó gần tim nhất. Tình trạng đau và thắt lại ở khu vực quai hàm và bình thường ở quai hàm bên dưới thì bạn có thể là đau ở một phần bên hoặc là ở hai bên của hàm Đau lan tỏa xuống bả vai Lúc này thì bạn sẽ có cảm giác giống như là có cái gì đó đè nặng ở và dồn áp lực lên vai của bạn xuống ở khu vực quanh ngực Đau âm ỉ do sự xuất hiện của cơn đau ở quai hàm, cổ và cánh tay Chú ý rằng cơn đau tim có thể là xuất hiện trong hiện im lặng Có nghĩa rằng bạn vẫn vẫn sẽ bị đau tim nhưng mà cơn đau này sẽ không quá nghiêm trọng Phần 3 xem xét nguyên nhân không liên quan đến đau tim 1. Kiểm tra tình trạng đau nhức liên quan đến chuyển động cơ cổ. Nếu như cơn đau trở nên nặng hơn mỗi khi bạn cử động cổ hoặc là lưng thì thoái hóa cột sống có thể là nguyên nhân chính cho cơn đau này. Đây được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến cho việc đau cánh tay trái. Hơn 90% bệnh nhân ngoài 65 tuổi đều có dấu hiệu bị thoái hóa cột sống khi cơ thể của người già đi theo tuổi tác, khoảng trống vào những vết nứt của xương sẽ tác động trực tiếp lên đĩa đệm cuộc sống, đặc biệt là khu vực quanh cổ khi đĩa đệm bị mất nước và không giữ được độ dẻo dai linh hoạt thì đây là lúc mà thoái hóa cuộc sống có cơ hội tiến triển. Tình trạng này có nguy cơ trầm trọng hơn theo tuổi tác vì lúc này xương bạn đã bị xuống cấp. Việc cử động cổ và khu vực lưng có thể giúp cho bạn xác định được rằng nguyên nhân của cơn đau, nếu như càng cử động bạn càng cảm thấy đau thì bạn có thể bị thoái hóa cuộc sống. Cơn đau tim thường là không có dấu hiệu thuyên giảm và trở nên nặng hơn bằng cách là bằng việc là cử động và các tác động của lực lên lưng và cổ. 2. Kiểm tra tình trạng đau nhức của bạn ở vai ở cử động vai nếu như cảm thấy đau nhức ở vai trái và bùng phát nếu như bạn cử động vai thì đây là dấu hiệu của viêm vai khớp rất nhiều bệnh nhân đã trải qua tình trạng này đến với trung tâm y tế với nỗi lo no sợ là họ đang bị bệnh tim nhưng thật ra đây là bệnh có thể hủy hoại được đi lớp bao phủ bên ngoài của xương sụn một trong những lớp sụn biến mất thì không gian bảo vệ của xương sẽ đồng thời bị giảm đi trong quá trình cử động xương có khuynh hướng trà sát lại với nhau và nguyên nhân làm bạn đau vai hoặc là đau cánh tay ở bên trái. Mặc dù vẫn chưa có cách để dứt khoát được bệnh viêm vai khớp, vẫn có nhiều phương pháp điều trị giúp cho bạn giảm đau. Nếu điều này mô tả trường hợp của bạn thì đừng lo lắng. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng đấy, nhưng mà tiến triển của bệnh thì có thể dừng lại được. 3. Kiểm tra xem liệu bạn có bị tổn thương về dây thần kinh hay không. Nếu như cánh tay của bạn mất đi hết các chức năng cần thiết thì khả năng cao là điều này có liên quan đến tổn thương dây thần kinh. Dây thần kinh cánh tay thường xuất hiện ở tủy sống ở khu vực cổ thấp và tạo thành những bó dây thần kinh hay là còn gọi là những đám dây rối của thần kinh cánh tay. Đám rối này có thể chia ra và nguyên nhân xuất hiện dây thần kinh cánh tay. Dây thần kinh cánh tay sẽ gây ra tổn hại từ vai cho đến tận bên dưới tay với cấp độ đau đớn khác nhau nhưng thường là cánh tay của bạn sẽ bị mất đi một vài chức năng Chẳng hạn như bị tê liệt, ngương ngáy hoặc là giảm đi các chức năng chuyển động Tình trạng của cánh tay có thể liên quan đến việc tổn thương của dây thần kinh Và không có mối liên hệ nào với bệnh tim 4. Xem xét về huyết áp và tim mạch Nếu như hai yếu tố này bị ảnh hưởng chút ít Thì nguyên nhân có thể là bệnh động mạch ngoại biên Tình trạng này là do sơ vữa động mạch gây ra và thường phổ biến ở người hay hút thuốc lá. Để biết được chính xác đây có phải là thủ phạm hay là không, bạn nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ và việc kiểm tra huyết áp cũng như nhịp tim có thể giúp cho câu hỏi của bạn nhanh chóng có lời giải đáp thích đáng. 5. Suy nghĩ đến các chuẩn đoán về khác về cánh tay bị đau. Thử hồi tưởng lại xem bạn có bất kỳ chấn thương nào ở gần đây hay không mà bạn cố gắng chịu đựng hay là không. Cánh tay trái của bạn bị đau có thể liên quan đến chấn thương ở tay hoặc là vai nào đó gần đây. Hãy nói với bác sĩ về những cơn đau tay vẫn tiếp tục dai dẳng hoặc là nếu như bạn không thể tìm ra nguyên nhân hợp lý để giải thích tại sao bạn đau cánh tay trái.